Lên chào nhà nha. Chào chú. Chào mọi người nha. Nãy chiều mua được hộp lẩu thái cả nhà. Nhà dưới nhà mình có mấy con mực nha. Với mình thái rau nhà luôn nha cả nhà. Giờ mình bỏ bịch nước lẩu thái vô lẩu nha. Không có tìm kéo nè. Không lấy kéo đi chơi. Một bịch lẩu thái mấy chục ngàn này cả nhà. Nhà mình 4 người ăn được luôn. Với nhà mình bốn người nè. Giờ này mới đi hái ở ngoài trước nhà mình. Bỏ bắp vô. Bỏ bắp vô đây nha. Để cha là hàm. Có ớt nè. Có tôm, được 3 con tôm. Ba cục chả. Hai cục chả với lại cục chả. Cắt cái này mình bỏ vô lẩu thái nha. Mua lẩu thái mà chợ nha. Chiều đi làm về trễ. Cho cái này mình về nhà mình 4 người mình ăn. Lẩu thái. Mua siêu thị. Mua siêu thị đó. Siêu thị đâu vậy chồng? Có xanh không? Chợ. Chợ không? Cay lắm hả chồng? Mua ăn nữa thì ngon không? Chơi chạy chạy gần luôn. Chạy nhanh mới tới chồng. Nếu hồi nãy con đợi quá trời đợi luôn. Đó, nước lẩu thái sôi lên cả nhà. Tôi là cái đường nướng của bạn nha. Tao. Từ từ con. Chơi chọn chọn lên cho nó đều cho. Chọn. Rồi xích ra, con ngồi xích ra chút nắng nè. Chút sôi. Rồi giờ sôi lên cả nhà. Giờ sôi bỏ tôm. 3 tôm là 2 miếng cá nè cả nhà. Cá bự. Cá bự cho. Chả. Chả. Cũng đầy đủ cả nhà. Cái này mình nhà mình ăn bốn người ăn này cũng ngon. Cho sôi lên thì nhúng vô nè. Nhà mình có khi kẹt mình ra siêu thị mua gì khỏi nấu cả nhà. Bữa nay mình nấu rồi ăn luôn. Nhưng mình có thêm cá mực mình bỏ vô thêm. Đợi sôi lên mà cả nhà thưởng thức nha. Lẩu thái cả nhà. Nó rau muống. Tôm. Cải. Cải với con được. Tôm cải. Có cá luôn nha. Cá tôm luôn. Tôm luôn. Còn nghe, dẫn. Cá có tôm. Không phải cá này tôm đùa tệ được nữa mà chả vô chả chín luôn nha, bỏ vô hết luôn nha cả nhà. Bỏ một lần một là mình sôi lên mình ăn luôn nha. Bỏ thêm ớt ớt cay sao không ăn. Nhảy quá trời nhảy. Bỏ chả bỏ đồ vô luôn được nha cả nhà. Nó sôi lên cái mà nhúng mực vô là mình thưởng thức nha, nhúng rau vô thưởng thức nha. Hấp dẫn nha. Này khỏi đi ăn tiệm, ăn nhà. Dịch Covid-19 quá. Những cá này cá gì mà bự có tươi nè. Có cá gì? Rồi, bỏ rau mực vô đi ha. Mực ra. Và cả nhà bây giờ lẩu mình nó sôi chín nha cả nhà. Rồi bỏ mực vô nha nha. Một ống. Đúng rồi, thưởng thức nha. Mời cả nhà thưởng thức lẩu thái nha. Không phải lẩu thái mình mua nó ngon luôn nè. Hết luôn nha. Hết luôn, bỏ vào cả nhà. Chơi luôn.
chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Bắp chưa, chút cái nó mềm, chưa mềm. Dạ. Đã đến giờ. Quá. Cho nó chắc ngon. Chờ chưa chín. Cho con trả được. Được, từ từ. Chén là đàng hoàng. Hết sữa con 7 luôn. Mình chưa ta. Có đó. Mình chưa. Mình. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Nó xem. Xem có 70 ngàn. Gà cũng ngon.
Nó sẽ 17. Mình ăn đậu mà. Dù. Dù ăn đậu. Con ăn đây, cắn luôn đi, thịt không? Mực dừa ngon không? Ừ. Chỗ gấp ra khỏi đi. Chai, chả nữa. Chả hả? Dạ. Chị gấp ra cho ngồi cho con nha. Dạ. Chai hỏi chai. Ăn chả không? Cá mà. Nào hốt mũi đi. Mở nhà con tôm nha. Có tôm ngon cả nhà. Trang trang này nữa. Trang trang rồi, cho con trang nước đi. Giờ nhờ bấm nước cơm nè. Để tối lấy bụng ạ. Qua cái nhà tủ. Nhà mới rồi. Chút bớt, chút bớt. Thôi. Chút bớt. Nướng mùng tay thôi mà. Ngon. Con trả đi. Mực chung bắt nè. Mực ngon. Cái cứng nè. Con này hấp dẫn lắm. Kẹt kẹt không thời gian mua về nấu cho nhanh cả nhà. Cứ mực ăn nhiệt nhiều lắm á. Cá mà. Ngon quá. Mực nhỏ ngon. Cái chả
con nó cũng có rồi. Ốc rồi nè. Trà ốc. Ngon. Chia sẻ và đăng ký cả nhà. Xin kết thúc video này nha, hẹn gặp lại sau, bye cả nhà nha. Bye nha.